Tấn công ngoại giao và tiếp xúc bí mật. Tác giả Mai Văn Bộ, giọng đọc Hải Yến, số 3. Ngay sau đó, nhiều nhà báo vội vã rời phòng họp để báo cái tin giật gân trên đây về tòa soạn của họ. Suốt mấy ngày, các đài phát thanh Tây Âu và Mỹ chưa hết nhắc lại và bình luận đủ cách, đủ kiểu lời tuyên bố của tôi. Tiếp theo, ngày hôm sau, mùng 6 tháng 1, trả lời phỏng vấn của nhà báo Maurice Vette trên đài truyền hình Pháp, tôi đã nhấn mạnh rằng chiến lược leo thang chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam đã không đạt bất cứ mục tiêu nào Mỹ đã đề ra, mà trái lại, chiến tranh phá hoại dã man của Mỹ chẳng những đã thất bại về những mục tiêu của nó mà còn bị toàn thể nhân dân thế giới lên án. Sau đó, một lần nữa tôi tuyên bố, nếu Mỹ chấm dứt vĩnh viễn và không điều kiện việc ném bom bắn phá miền Bắc Việt Nam và đề nghị tiếp xúc với Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, đề nghị đó sẽ được nghiên cứu. Đầu năm 1967, nhân dịp tiếp đoàn ngoại giao, Tổng thống Pháp De Gaulle lại lên tiếng nghiêm khắc phê phán Mỹ, gọi cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam là một cuộc chiến tranh phi nghĩa, một cuộc chiến tranh đáng ghét. Và một lần nữa, Tổng thống khẳng định bất cứ một giải pháp nào về vấn đề Việt Nam cũng phải thông qua việc Mỹ rút quân khỏi miền Nam Việt Nam. Mỹ phản ứng cay cú. Được nhà báo Maurice Vette yêu cầu bình luận về lời tuyên bố trên đây của Tổng thống De Gaulle, tôi vui vẻ nói. Tất nhiên, lập trường đầy phẫn nộ và dứt khoát đó của Tổng thống nước Cộng hòa Pháp là một đóng góp tích cực cho sự nghiệp hòa bình. Cho nên về phần tôi, không có gì phải phàn nàn cả. Tóm lại, có thể nói rằng với những tuyên bố của tôi ngày mùng 5 và mùng 6 tháng 1 năm 1967, dư luận và báo chí phương Tây đã được chuẩn bị để đón lấy lời tuyên bố quan trọng ngày 28 tháng 1 của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Duy Trinh. Ngày 28 tháng 1 năm 1967, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Duy Trinh đã trả lời phỏng vấn của nhà báo Australia bước xét như sau. Hỏi, Mỹ có lần tuyên bố cần có những cuộc nói chuyện trực tiếp giữa Mỹ và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Xin Bộ trưởng bình luận về lời tuyên bố đó. Trả lời, Mỹ nói thế nhưng trong việc làm thì tỏ ra rất ngoan cố và xảo quyệt. Vẫn tiếp tục leo thang, đẩy mạnh và mở rộng chiến tranh xâm lược. Nếu quả thật Mỹ muốn nói chuyện, thì trước hết Mỹ phải chấm dứt việc ném bom và mọi hành động chiến tranh khác chống nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Chỉ sau khi Mỹ chấm dứt không điều kiện việc ném bom và mọi hoạt động chiến tranh khác chống nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, thì Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Mỹ mới có thể nói chuyện được. Câu trả lời còn có đoạn cuối sau đây. Chúng tôi tin chắc rằng lập trường 4 điểm và thái độ đúng đắn của chính phủ nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ngày càng được sự đồng tình và ủng hộ mạnh mẽ của nhân dân và chính phủ các nước yêu chuộng hòa bình và công lý trên thế giới. Nếu Mỹ không chịu nghe theo lẽ phải thì càng tự vạch mặt là kẻ xâm lược ngoan cố. Nhân dân Việt Nam quyết chiến đấu đến thắng lợi hoàn toàn, bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam, thực hiện hòa bình thống nhất Tổ quốc, góp phần bảo vệ hòa bình ở khu vực và thế giới. Thế là đòn tấn công ngoại giao đầu năm 1967 của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã được tung ra. Tung ra đúng thời cơ thuận lợi và trong những điều kiện đã được chuẩn bị trước. Một trào lưu dư luận hoan nghênh lời tuyên bố dấy lên khắp nơi. Dư luận thế giới cho rằng Việt Nam có thiện chí hòa bình và do đó tập trung đòi Mỹ
phải đáp ứng bằng cách đình chỉ không điều kiện việc ném bom bắn phá miền Bắc Việt Nam. Dư luận quần chúng và báo chí Mỹ cũng đã trở nên hết sức sôi nổi. Báo chí Mỹ bình luận nhiều, coi trả lời phỏng vấn của Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam là một dấu hiệu, một gợi ý và một sự tiến triển đánh dấu một giai đoạn mới. Tuy mỗi người có thể giải thích sự mềm dẻo của Việt Nam một cách khác nhau, nhưng điểm hội tụ vô cùng lý thú là hầu hết các nhà bình luận trên báo chí và đài truyền hình Mỹ đều gặp nhau trong một thái độ chung là đòi chính phủ Mỹ phải đáp lại thiện chí bằng thiện chí. Thoạt tiên, Mỹ rất bị động và lúng túng. Nhà Trắng cũng như Bộ Ngoại giao Mỹ đều im thin thít. Rõ ràng là họ chưa sẵn sàng tiếp thu ý kiến của đối phương mà cũng chưa dám vội vã lên tiếng bác bỏ. Mãi 5 ngày sau, Mỹ mới chính thức mở chiến dịch tuyên truyền phản kích. Trong hai cuộc họp báo, ngày 1 tháng 2 của Dean Rudd, Bộ trưởng Ngoại giao, và ngày 2 tháng 2 của đích thân Tổng thống Johnson, họ đều nói loanh quanh, đổ cho Việt Nam là chưa nghiêm chỉnh, chưa thật sự cố gắng để đi tới hòa bình. Trái lại, họ thề thốt rằng Mỹ rất sốt sắng vì hòa bình và Mỹ sẵn sàng đi quá nửa đường. Cuối cùng, họ nhắc lại 14 điểm trước đây của Mỹ có thể bổ sung thêm thời gian rút quân 6 tháng ở điểm 8. Lập trường 14 điểm của Tổng thống Johnson tuyên bố rõ ràng về lập trường đàm phán của Mỹ. Do đó, hai trận tuyến đã hình thành. Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa kiên quyết đòi Mỹ chấm dứt việc ném bom và mọi hành động chiến tranh khác chống nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, và chỉ sau đó hai bên mới có thể nói chuyện với nhau được. Còn Mỹ thì biện bạch cho hai lập luận. Một là thương lượng không điều kiện tiên quyết, có nghĩa là thương lượng trong lúc Mỹ vẫn tiếp tục toàn bộ chiến sự, cả việc ném bom bắn phá miền Bắc. Hai là ngừng ném bom có điều kiện, tức là có đi có lại. Việt Nam phải xuống thang quân sự ở miền Nam và giảm thâm nhập vào Nam. Hai lập luận trên đây của Mỹ chỉ một mục đích đàm phán trên thế mạnh. Chừng nào Mỹ còn bám lấy đàm phán trên thế mạnh đó thì chưa thể có đàm phán được. Chẳng phải chờ đợi lâu lắc gì, cuộc đấu tranh bùng nổ ngay giữa hai trận tuyến và được phản ánh hàng ngày trong dư luận quần chúng Mỹ và trên tất cả đài phát thanh, đài truyền hình và báo chí thế giới. Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tiếp tục đòn tấn công ngoại giao. Mỹ ném bom phá hoại các đê điều trên miền Bắc. Trong khi mùa mưa sắp đến, Mỹ phải chấm dứt ngay và không điều kiện việc ném bom bắn phá miền Bắc. Bộ Ngoại giao Mỹ vội vàng cải chính. Ngày 3 tháng 2 trả lời phỏng vấn của nhà báo Roger Pierre ở mục 5 cột trên trang nhất của đài truyền hình Pháp, tôi bác bỏ luận điệu dối trá, không quân Mỹ chỉ đánh phá những mục tiêu quân sự. Xác định rõ, Mỹ không có quyền đánh phá bất cứ một mục tiêu nào, dù quân sự hay là dân sự, trên lãnh thổ nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Và do đó, Mỹ phải chấm dứt việc ném bom bắn phá mà không được đòi hỏi bất cứ điều kiện nào. Tôi kết luận, lời tuyên bố ngày 28 tháng 1 đã làm sáng tỏ thiện chí của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và toàn thế giới sẽ phán xét. Dư luận quần chúng và báo chí Mỹ càng xôn xao sau khi Mỹ bị tố cáo đã phạm tội ác ném bom đê điều. Có nhà quan sát phương Tây đến tận nơi ném bom và xác nhận ý đồ của Mỹ nhằm gây ngập lụt nhiều vùng rộng lớn của châu thổ sông Hồng. Phong trào phản chiến của quần chúng và thanh niên Mỹ tiếp tục phát triển mạnh, càng đòi chính phủ Mỹ đáp ứng lời tuyên bố ngày 28 tháng 1 của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Ngày 9 tháng 2, nhân dịp trả lời phỏng vấn của đài truyền hình Mỹ NBC, tôi khẳng định, sau lời tuyên bố ngày 28 tháng 1
của Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Thiện chí của chúng tôi không cần được chứng minh nữa. Bây giờ, đến lượt chính phủ Mỹ phải chứng minh thiện chí của Mỹ. Mỹ phải chọn một trong hai con đường. Nếu những người cầm quyền Mỹ chấm dứt vĩnh viễn việc ném bom và mọi hành động chiến tranh khác chống nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, thì sau đó những cuộc nói chuyện có thể được tiến hành giữa Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Mỹ. Còn nếu họ từ chối làm như vậy, họ sẽ tự lột mặt nạ và tỏ ra là những kẻ xâm lược ngoan cố, chỉ biết có sức mạnh của vũ khí. Khách quan mà nói, đòn tấn công ngoại giao đầu năm 1967 đã tạo nên một cục diện chính trị quốc tế rất thuận lợi cho Việt Nam. Sức ép mạnh mẽ của dư luận và báo chí thế giới đã dồn về phía Washington đòi Mỹ chấm dứt ném bom để tạo điều kiện cho Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Mỹ nói chuyện với nhau. Đến đây, chúng ta có thể kết luận rằng, trong khi Mỹ bị kẹp giữa hai gọng kềm, vừa xa lầy ở Việt Nam, vừa bị lên án khắp nơi trên thế giới, kể cả ở Mỹ, nên đâm ra bị động và lúng túng về mọi mặt, thì trái lại, qua đợt tấn công ngoại giao quyết liệt mở ra từ đầu năm 1967, mà cao điểm là lời tuyên bố ngày 28 tháng 1, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã vận dụng tài tình sách lược, phân hóa hàng ngũ địch, cô lập kẻ thù chính, hiếu chiến và ngoan cố, và do đó đã tranh thủ được sự đồng tình và ủng hộ rộng rãi và mạnh mẽ của nhân dân thế giới. Từ lập trường 4 điểm nổi tiếng đầu năm 1965 và bằng đòn tấn công ngoại giao đầu năm 1967, Việt Nam đã giành được chủ động trên mặt trận dư luận quốc tế và ngoại giao, cũng như đã giành được chủ động trên chiến trường miền Nam. Từ nay trở đi, phối hợp chặt chẽ và sinh động với chiến trường, ngoại giao Việt Nam sẽ duy trì và phát huy tinh thần chủ động đó, vận dụng với nhiều sáng tạo hơn nữa, sách lược phân hóa hàng ngũ địch, cô lập hơn nữa kẻ thù chính và tranh thủ sự đồng tình ủng hộ rộng rãi hơn nữa của nhân dân thế giới, đặc biệt của nhân dân Mỹ, cho đến khi nào Mỹ cùng đường phải ngồi lại nói chuyện với Việt Nam ở thế thua, thế bị động và bất lợi. Và chăng cái mốc cực kỳ quan trọng trên đây đã được đánh dấu một cách cụ thể bằng bức thư mà Tổng thống Johnson buộc phải gửi cho Chủ tịch Hồ Chí Minh vào đầu tháng 2 năm 1967. Quả thật như vậy, trong tình thế bị động và lúng túng, Tổng thống Johnson đã dùng đến một cách đối phó ắt đã làm cho nhiều người không khỏi ngạc nhiên. Ông ta đã tạm để qua một bên cái đầu óc kiêu căng sắc láo để ký tên vào một bức thư gửi cho Hồ Chủ tịch. Phải chăng Tổng thống Mỹ đã ngỡ là bằng cách làm có vẻ khác thường đó, ông ta có thể làm cho mọi người tin ở thiện chí hòa bình? Dù sao cũng đã quá muộn màng của một kẻ đã bị quần chúng năm châu phẫn nộ liệt vào loại hung thần, thậm chí còn gọi đích danh là tên sát nhân. Số là đầu tháng 2 năm 1967, đại diện Mỹ ở Moscow gặp đại diện nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và trao thư tay của Tổng thống Johnson gửi cho Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngày 15 tháng 2, thư trả lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh được đại diện nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa trao cho đại diện Mỹ. Chỉ cần đọc qua một lần cũng đủ thấy là nội dung hai bức thư chứa đựng những lập trường và quan điểm hoàn toàn đối kháng. Một bên, Việt Nam là chân lý, chính nghĩa và đạo lý. Một bên, Mỹ là phi lý, phi nghĩa và phi nhân. Liền sau hai bức thư được Hà Nội công bố, bộ máy tuyên truyền của Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ vội vã mở chiến dịch bịa đặt và xuyên tạc, mà chắc là họ đã dự kiến và chuẩn bị từ trước. Đặc biệt là tung ra luận điệu nham hiểm cho rằng việc Hà Nội công bố hai bức thư đã làm hỏng một con đường quý báu
mà hai bên đáng lẽ phải dùng để đàm phán và giải quyết toàn bộ cuộc chiến tranh. Đồng thời, Tổng thống Johnson không ngớt rêu rao. Mỹ đã có 25 cố gắng hòa bình, song không một lần nào đã được phía Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đáp ứng. Nói một cách khác, chiến tranh còn kéo dài là do phía Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, chứ không phải là do phía Mỹ. Trước tình hình trên đây, ngày 10 tháng 4, tôi đã trả lời một số câu hỏi phỏng vấn của đài truyền hình và phát thanh Canada. Hỏi, tại sao Hà Nội lại công bố thư trao đổi giữa Tổng thống Johnson và Chủ tịch Hồ Chí Minh? Đáp, lý do thật đơn giản. Suốt 2 năm qua, các nhà cầm quyền Mỹ không ngừng nhai lại những luận điệu dối trá về ý muốn hòa bình và thương lượng của họ. Ngay cả trong khi họ họp hội đồng chiến tranh ở đảo Guam, chính Thượng nghị sĩ Fulbright, Chủ tịch Ủy ban Ngoại giao của Thượng nghị viện Mỹ, đã lên tiếng tố cáo Tổng thống Johnson đến đảo Guam không phải để tìm một giải pháp hòa bình, mà để tìm một chiến thắng quân sự, nhằm bắt Hà Nội đầu hàng bằng cách tàn sát càng nhiều người bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Mặt khác, để mọi người, đặc biệt là nhân dân Mỹ, yên tâm chờ đợi, bộ máy tuyên truyền đầu độc của Mỹ thỉnh thoảng lại tung ra những tin hoàn toàn bịa đặt về những tiếp xúc có thể xảy ra giữa Washington và Hà Nội. Cho nên, vì mục đích đưa ra ánh sáng những thủ đoạn bịp bợm đó và vạch cho dư luận thế giới thấy rõ những ý đồ thực sự và những mục tiêu thực sự của Mỹ ở Việt Nam mà những bức thư đã được công bố. Hỏi, bây giờ ông có thể cho biết về thái độ của Tổng thống Johnson trong cử chỉ của ông ta? Đáp, được, nếu ông muốn, tôi sẽ nói về cử chỉ của Tổng thống Johnson. Trước hết, hãy đặt cử chỉ đó trở lại trong bối cảnh của nó. Ngày 8 tháng 2, đại diện Mỹ ở Moscow xin gặp đại diện của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và đã trao một bức thư của Tổng thống Johnson gửi cho Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vài ngày sau, bằng hành động kéo dài việc ngưng ném bom, Mỹ tự ý định một thời gian để chờ Hà Nội trả lời. Ngày 15 tháng 2, đại diện Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã trao cho đại diện Mỹ thư trả lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Xong, ngày hôm trước, 14 tháng 2, Tổng thống Johnson đã tự cho rằng ông ta không chờ được nữa, đã tự ý ra lệnh ném bom bắn phá lại miền Bắc và cũng đã quyết định tiếp tục toàn bộ chiến sự. Từ những sự kiện trên đây, cần rút ra 2 điểm trong cái gọi là cử chỉ của Tổng thống Mỹ. Một là kéo dài ngưng ném bom, đồng thời tự ý định một thời gian để chờ trả lời. Đó chẳng phải là một tối hậu thư hay sao? Dù sao đi nữa, người ta cũng có đầy đủ lý do để nghĩ rằng Tổng thống Johnson đòi chúng tôi chấp nhận mà không bàn cãi điều kiện đàm phán của Mỹ, bằng cách đe dọa ném bom bắn phá trở lại, và ông ta đã làm đúng như vậy. Hai là, trước khi nhận được thư trả lời, thời gian chờ đợi không quá 1 tuần lễ, Tổng thống Mỹ đã ra lệnh ném bom bắn phá trở lại và tiếp tục toàn bộ chiến sự. Rõ ràng, mục đích của Mỹ không phải là chấm dứt xung đột ở Việt Nam như Tổng thống Johnson đã nói, mà chỉ nhằm tạo ra một cái cớ để Mỹ tiếp tục chiến tranh. Ý nghĩa của cái gọi là cử chỉ của Tổng thống Mỹ là như thế đấy. Hỏi, chính phủ Mỹ nói đã có 25 cố gắng hòa bình, ông nghĩ thế nào? Đáp, như ông biết, đó chỉ là những điệu hát đã nhàm tai. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết, có nghĩa là bắt chúng tôi phải đàm phán dưới bom, ngừng ném bom có điều kiện và đòi chúng tôi phải xuống thang quân sự ở miền Nam, tức đòi nhân dân miền Bắc chấp nhận sự đầu hàng từng bước, còn ngừng bắn, tức là đòi nhân dân miền Nam từ bỏ cuộc chiến đấu trong lúc
một đạo quân viễn chinh Mỹ trên 400.000 tên vẫn tiếp tục chiếm đóng miền Nam. Vậy, chúng tôi có thể nói, 25 cố gắng hòa bình của Tổng thống Johnson trên thực tế đã chuẩn bị cho 25 cố gắng chiến tranh và 5 lần tạm ngừng ném bom cũng đã chuẩn bị cho việc leo thêm 5 nấc thang chiến tranh mới. Hỏi, đề nghị ông nói về nội dung thông điệp của Tổng thống Johnson. Ông nghĩ gì về bức thông điệp đó? Ông có những lý lẽ nào? Đáp, lý lẽ duy nhất của chúng tôi là chân lý. Và sức mạnh của chúng tôi là do chúng tôi có chính nghĩa. Tổng thống Johnson bắt đầu bức thư bằng cách viện cớ rằng Chủ tịch Hồ Chí Minh và ông ta sẽ bị lịch sử nghiêm khắc phê phán vì cả hai chúng ta đều có nghĩa vụ nặng nề là phải nghiêm chỉnh tìm con đường dẫn tới hòa bình. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đáp lại, chính phủ Mỹ gây ra chiến tranh xâm lược Việt Nam thì con đường đưa đến hòa bình ở Việt Nam là Mỹ phải chấm dứt xâm lược. Và lại, điều rất hiển nhiên là chúng ta không thể nào tìm ra được một giải pháp đúng đắn cho vấn đề Việt Nam nếu người ta không có một sự phân biệt rõ ràng giữa kẻ xâm lược là Mỹ và người bị xâm lược là Việt Nam, và nếu người ta không xác định trách nhiệm duy nhất trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam là trách nhiệm của Mỹ. Ngoài ra, Tổng thống Johnson còn nói, ông ta xót xa về số người chết và bị thương, về tài sản bị phá hoại và về sự đau khổ của con người. Vậy người ta phải tự hỏi, kẻ nào đã phạm tội ác ở Việt Nam? Chính phủ Mỹ đã gây ra chiến tranh ở Việt Nam, chứ không phải Việt Nam đã gây ra chiến tranh ở Mỹ. Hỏi, tôi nghĩ rằng vấn đề chủ yếu nhất, mà đó cũng là nội dung chính của bức thư của Tổng thống Johnson, là vấn đề ngừng ném bom. Ông nghĩ thế nào? Đáp, vâng, cho đến bây giờ, ai ai cũng biết là Tổng thống Johnson tiếp tục bác bỏ sáng kiến hòa bình ngày 28 tháng 1 của chúng tôi, tiếp tục bác bỏ tất cả những lời kêu gọi đòi Mỹ chấm dứt không điều kiện việc ném bom bắn phá miền Bắc Việt Nam. Xong, lý lẽ dối trá nhất chính là lý lẽ mà ông ta đã nêu lên trong thư và dựa vào đó để tiếp tục những cuộc ném bom. Ông hãy nghe rõ. Tổng thống Johnson nói như thế này, việc ngừng ném bom sẽ gây nên sự bàn tán tiến hành và sẽ phương hại đến tính chất không chính thức và bí mật của những cuộc thảo luận đó. Nói một cách khác, trong tình hình đó, cuộc thảo luận nào cũng sẽ thất bại. Tất nhiên, không ai hiểu tại sao cả. Còn Tổng thống Mỹ thì đương nhiên kết luận. Như vậy, chính vì lợi ích của các cuộc thảo luận, chúng tôi phải tiếp tục ném bom các ông. Ông có thể cho lời ngụy biện đó là nghiêm chỉnh hay sao? Hỏi, nhưng trên thực tế, phải chăng điều mà Tổng thống Johnson đòi hỏi là vấn đề có đi có lại? Chúng tôi sẽ không ném bom các ông nữa. Nếu về phía các ông không còn tiếp tục những thâm nhập vào miền Nam. Dù sao về phía Washington, vấn đề đã được nêu lên như vậy. Ông nghĩ thế nào về vấn đề có đi có lại? Đáp, có đi có lại là cái quái gì? Phải chăng Mỹ muốn bắt chúng tôi phải trả giá việc Mỹ chấm dứt ném bom bắn phá? Vậy thì trong trường hợp đó, chúng tôi trả lời dứt khoát, không, không có vấn đề thường khuyến khích kẻ xâm lược, cũng như không thể nào có vấn đề trả tiền chuộc cho một tên bắt cóc. Phải chăng Mỹ muốn đòi chúng tôi chấm dứt sự giúp đỡ và ủng hộ đồng bào của chúng tôi ở miền Nam, để cho đạo quân viễn chinh Mỹ trên 400.000 tên làm mưa làm gió ở miền Nam, mà miền Nam như các ông biết là thịt của chúng tôi, là máu của chúng tôi, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói. Phải chăng là để cho đồng bào của chúng tôi ở miền Nam bị tách rời khỏi miền Bắc,
và biết thế nào là tàn bạo của đế quốc Mỹ, của chính sách Bình Định bằng những biện pháp đốt sạch, phá sạch và giết sạch. Phải chăng Mỹ muốn khóa vĩ tuyến 17 lại, duy trì không thời hạn chế độ bù nhìn ở miền Nam Việt Nam và làm tồn tại mãi mãi sự chia cắt đất nước của chúng tôi? Mỹ đừng hòng. Hòa bình, vâng, nhưng không phải trong bất cứ điều kiện nào và với bất cứ giá nào. Tôi xin hỏi ông, đúng, tôi muốn biết nhân dân Mỹ sẽ phản ứng như thế nào nếu những bang ở miền Nam nước Mỹ bị tách khỏi những bang ở miền Bắc và thêm vào đó bị một nước ngoài chiếm đóng. Nhân dân Mỹ có chấp nhận thứ hòa bình áp đặt đó không? Chắc chắn là không. Nhân dân Việt Nam cũng không. Như ông biết, Tổng thống Johnson tự cho ông ta có quyền phát ngôn nhân danh nhân dân miền Nam Việt Nam mỗi lần ông thấy có dịp làm việc đó. Chẳng khác nào miền Nam Việt Nam là thuộc quyền sở hữu của ông ta. Song miền Nam Việt Nam là của Việt Nam, là của toàn thể nhân dân Việt Nam, chứ đâu phải của Mỹ. Hiển nhiên là như vậy. Miền Nam Việt Nam đâu phải bang của Mỹ, mà là phân nửa của nước Việt Nam. Kẻ nào dám nói ngược lại? Cho nên, tôi xin nói với ông, bất chấp tất cả những lời ngụy biện và tất cả những sự lừa phỉnh, sự thật vẫn là sự thật. Sự thật chính là chính phủ Mỹ đã gây ra chiến tranh xâm lược ở Việt Nam. Chính phủ Mỹ phải chấm dứt cuộc xâm lược. Đó là con đường duy nhất đưa tới việc lập lại hòa bình ở Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trả lời Tổng thống Johnson như vậy. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói lên điều đó một cách rõ ràng, kiên quyết và trịnh trọng. Vì biết rằng mình được sự đồng tình và ủng hộ của toàn thể nhân dân Việt Nam, của dư luận quốc tế và của tất cả các dân tộc và chính phủ yêu chuộng hòa bình và công lý trên thế giới. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.